Xin chào các bạn nha. Cái là nói chung thì cũng thấy rất là nhiều về cái công dụng của Raspberry, nhưng mà thực sự là gì? Thấy hình như là người ta đang ít khai thác hết tính năng của trên Raspberry. Hôm nay anh sẽ chia sẻ các bạn một cái project của một anh trên mạng anh làm khá là hay. Nói chung thì nó cũng chưa hoàn thiện lắm, nhưng mà nói chung là ở mức cái mức độ các bạn sơ khai nó là một thứ rất là tuyệt vời. Thì bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn ha. Đầu tiên là cũng phải cài MySQL vào ở trong Raspberry, nhưng mà mình đã cài video clip trước rồi ha. Đó, cái bài này. Cái thực sự nếu như chúng ta làm theo thì hôm nay cũng khó, nếu như mình không có chuyên môn đó, thì mình làm theo nó rất là khó nha. Đó, thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn làm theo cái này nha. Đó. Đầu tiên là chúng ta phải làm gì? Đầu tiên tất nhiên là chúng ta phải cài cái MySQL vào. Đây là cái bước cấp quyền cho thư mục www. Các bạn xem một clip trước của mình nha. Đó. Mình la mình ở trong cái chỗ này ha. Đó, bây giờ đầu tiên là mình vào lấy GitHub này, mình tải cái file này về, đúng chưa? Đó, đúng chưa? Đó, chúng ta remote control vào, chúng ta vào cái thư mục mà nó thư mục mà ở htdoc của mình đó, nó chúng ta kéo vào đây. Tất nhiên là bỏ qua cái bước kia nha, bước kia mình đã làm rồi. Bữa nay các bạn xem lại cái thư mục ở cách trong cái bài mà cài MySQL của mình đó, thì các bạn sẽ biết ha. Thì các bạn, nếu các bạn chưa có thôi tạm thời thì mình làm luôn ha. Đầu tiên là gì? Đầu tiên chúng ta làm gì đây ha? Đó, cấp quyền thư mục cho nó. Đây, dù ra thấy chưa? Đầu tiên vào là gì đây? Cấp quyền thư mục đúng không? Đầu tiên chúng ta tró vào cái thư mục, đầu tiên tró vào cái thư mục var đúng chưa? Đó. Chúng ta ls đó. Thì chúng ta thấy được thư mục gì đây? Chưa có đúng không? Không có, nó không đến đây, trỏ ngược lại cd var đúng không? CD. Ok, đúng rồi đó. Cấp quyền cho nó là gì? Gì sudo chum sudo chum từ r b 2.b, cấp quyền thư mục www. Ok, đã cấp quyền xong đúng chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Vào thư mục www đúng không? Nói chung mình có thể mới bằng câu lệnh, nhưng mà anh cảm thấy mới câu lệnh lâu quá, cho nên là anh mới nhanh luôn nha. Chúng ta vào thư mục quay lại coi và này ls trong thư mục này có gì chưa? À đúng rồi, cd và đắp và đắp đắp tiếp đọc ls trong thư mục này có gì nữa? CDHTML đúng chưa? Đó, nó nhiều lắm, trong cái cây này nó nhiều quá, cho nên là code mình bấm vậy nhanh đi ha. Đó, vào đây. Đầu tiên chúng ta phải khởi tạo một cái cơ sở dữ liệu trước ha. Đó. Đầu tiên chúng ta phải khởi tạo một cơ sở dữ liệu trước. Ở đây anh trỏ về cái địa chỉ IP của con Raspberry của mình đúng không? Chúng ta click vào dấu chữ wifi này. Và anh dùng B0 đúng không? Chấm 15 đúng chưa? Xem một clip trước để biết cấu hình cài MySQL nha. Chấm 15. Đó, để tích nhập vào đúng không? Cái đây là cái home đúng không? Bây giờ anh xóa này đi ha. Anh xóa cái cơ sở dữ liệu đi ha. Home này anh xóa luôn nha. Đó. Ok, để anh tạo ra một cái mới hoàn toàn cho các bạn xem nha. Chưa có hết đúng không? Đó rồi. Chúng ta đang ở trong cái thư mục này, chúng ta đi vào Raspberry đúng không? Đó. Tutorial này. Web server đúng không? Đó. Nếu cảm thấy nó lâu quá thì chúng ta có thể copy nó sang một thư mục htdoc trực tiếp cũng được. Đây, copy đi. Copy nó sang thư mục htdoc đi ha. Server đúng chưa? Đó. Chúng ta đi vào thư mục lazy này, đó. Chúng ta SQL đây đúng không? Đó, chúng ta mở cái file function lên này, mở cái function này lên. Đó, để chúng ta chỉnh lại ha. Đang xuất ra các bạn xem nha, cái đang xuất cái này nằm đâu ha. Cái khi mà chúng ta cài cái này á, đâu cái cơ sở dữ liệu này khi mà cài á, cái cơ sở dữ liệu này khi mà cài cái mật khẩu của anh nó là gì? Admin.
user là admin và mật khẩu là 77 đúng không? Bây giờ anh sẽ vào đây anh sửa lại ha. Lúc cài nó có nha, không có gì hết đó. Bây giờ sửa lại chỗ này. Admin 77 nói chưa? Ok đúng chưa? Đó. Từ từ ha. Nói chung là đầu tiên là vô ha. Đầu tiên vô, từ từ đó. Mình từ từ mình làm gì các bạn không hiểu đâu. Cũng tải cái kia về đúng không? Chỉ các bạn cách tải về đúng chưa? Đây. Ví dụ HTML đúng không? Đây. Ở trong cái thư mục lại nha. Chúng ta vào HTML này, chúng ta là vào cái thư mục gọi là tạo một thư mục mới đi. Một folder gọi là gì ha? Demo ha. Ok. Demo ha, gọi là một demo viết thường cho nó dễ ha. Cho nên demo nha. Đó. Rồi chúng ta đây. Chúng ta tạo về thư mục demo đúng chưa? Chứ cứ nó nhiều quá ha. Đó. Bây giờ ta copy cái để chúng ta mở cái GitHub lên. Đâu? GitHub đâu? Đây đúng không? Copy những cái này nha. Ta copy nguyên đường dẫn này đó, chúng ta gọi là gì, git clone dẫn này vô chấm viết nha, đó ta đợi nó chạy về đúng không đó. Thôi lấy gì khó khó ít ha. Đó, ui sao nó bấy gì đây, nó không tìm thấy. Đâu có chứ. Kiếm bài 10 được ta. Thôi mình click robbery thôi ha, click robbery thôi. Chấm biết ha. Lấy tải cái thư mục về trước rồi ha. Tải người folder này về trước ha. Đó, rồi mình mới copy bỏ qua cho nó dễ ha. Đó. Tại vì cũng được thôi, để im vậy cũng được. Nhưng mà cái đường dẫn nó dài quá, mất công ha. Đó. Đây cái tải về đúng không? Thì mình có được cái này đúng không? Đó. Thì bây giờ thôi mình copy cái này, anh copy cái này ra ngoài cho nó dễ nha. Nó copy cái này cho đó. Copy cái này. Anh bỏ vào đây. Bỏ một demo đúng không? Đây ha. Đây. Web server vô đây đúng không? Vào đây. Đó. Vào lấy gì đúng không? Cùng lấy gì nó cũng khỏi lấy gì đúng không? Copy ra ngoài luôn đi ha. Đây luôn. Web server vô thôi, khỏi vào lấy gì đi. Bỏ lấy gì đi. Ok. Rồi ha. Mình đi vào cái folder là gì đây? Mình đi vào cái MySQL của mình này. Chúng ta vào mở cái function lên ha. Đó. Và chúng ta khi mà chúng ta mở cái function lên, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là nó có được cái gì đây? Cái địa chỉ của thằng database của mình đúng không? Cái địa chỉ localhost này, cái tên của mình là gì? Under admin đúng không? Của anh là admin này. Cái mật khẩu của anh là 77 này. Ok, anh lưu lại đúng không? File. Bấm lực Ctrl S thì Ctrl S đều lưu được ha. Đó, ok. Bây giờ làm gì? Đó, bây giờ anh sẽ xem thử nó có coi nó có ha. Đúng chưa? Bây giờ anh sẽ kiểm tra ha. Anh sẽ là gì? Gọi là MySQL đúng không? Trừ U đúng không? Admin trừ B này đó, không 77 này đó, anh đã vào được cái database của anh đúng chưa? Đó đó đúng không? Để em lại tính là chạy sau nha. Đó anh bấm select gì đây, select sau from đúng không? À, anh bấm gì quên, anh bấm sau data đó thì nó hiển thị những data, cũng những cái database hiện có của mình đúng không? Đó chưa có ha,
bây giờ mình muốn chạy được thì mình phải chạy cái lệnh này đúng không? Đó, mình chạy cái lệnh SQL này, trong này nó có này. Khi mà chúng ta khởi khởi chạy cái lệnh SQL này, nó sẽ chạy luôn cái thuộc tính của thằng SQL function này đúng không? Mình trở về thư mục này, xong lấy một cái terminal mới đi ha. Ok. Mình có vào PHP đúng không? SQL này. .php đúng không? Đó. Là nó khởi tạo xong đúng không? Bây giờ mình sau là thì nó có database chưa? À, như chúng ta mới có database mới, database home đúng không? Đó. Chúng ta bây giờ sau đúng chưa? Chúng ta vừa có được một cái database gì đấy. Database home đúng không? Bây giờ mình hiển thị mình sau giá trị, mình sau mình hiển thị cái những cái data trong cái database home đúng không? Select. Nó cũng giống như C# thôi. From Davis. Đó. Tại vì cái trường device này là mình biết trước ha. Đó là chấm phẩy 50 triệu nha. Line 2. Sẽ là sao? Cho nó sót coi. Ok. 5 triệu exit ha. Đó là gì? No database thì select đúng không? À, đầu tiên phải chung view home à, dùng database home đã. Nếu chúng ta chưa dùng database home nó sẽ không hiểu đúng không? Đó. Được là sau. Đó, có những cái giá trị đúng không? À, database chúng ta đã có những cái giá trị này rồi đúng chưa? Đúng không? Đó. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? À, như vậy là chúng ta đã khởi tạo xong đúng không? Đó. Nếu database nó có thì chúng ta có thể vào đâu? Vào trong chỗ này. Chúng ta reload lại trang của mình đúng không? Chúng ta thì thấy nó có cái database mới là home này. Đó. Nó có một cái cơ sở liệu là device, nó có những cái thuộc tính như vậy đúng chưa? Kệ nó đi ha. Và nó có những cái thuộc tính như vậy đó. Rồi xem nữa. Cái địa chỉ IP của mình là 1.15 đúng không? 1.15 đúng chưa? Đó. Đó, chúng ta vào cái mục demo đúng chưa? Chúng ta vào web server. Đó là nó sẽ có gì? Nó sẽ có được cái này đúng không? Nó sẽ chạy như thế này đúng không? Đó, nhưng mà nó tương nhiên là nó như vậy là chúng ta đã tương tác được với nó đúng không? Có được cái giao diện ha. Đó. Nhưng mà muốn nó chạy được thì các bạn phải làm gì nữa? Muốn nó chạy được tương tác phần cứng á. Ở này nó có một cái file, ở trong cái thư mục này nó có một cái file là gì đây? À, nó có một cái file là gì? Wi-Fi ESP8266 này. Có sẵn nó kết nối với cái server này, ông qua xúc đó ha. Thì muốn kết nối được chúng ta phải chạy lệnh này. Đó. Ta phải trỏ về cái mục này đúng chưa? Ta dán vô, trỏ về cái mục này thôi. Thiếu CD nữa ha. Rồi gì nữa? Ta chạy cái lệnh này. Mà có ta copy nguyên lệnh này đúng không? À, khi chúng ta chạy lệnh này thì chúng ta mới khởi tạo socket để kết nối điều khiển thiết bị qua USB điện nha, chứ không có lệnh này chúng ta điều khiển được đâu ha. Nó chạy như vậy đúng không? Đó. Thì bây giờ chúng ta làm gì ha? Ở chúng ta sẽ thu nhỏ lại chúng ta điều khiển ha. Bật tắt cái đèn thử ha. Đây ha. Lấy Siemens này, bật tắt thôi. Thấy chưa? Bật thấy chưa? Đó. Tắt bật kéo thấy chưa? Nó có giá trị nó phản hồi thấy chưa? Đó. Rồi thấy nó phản hồi không? Đó mà thấy chưa? Đó. Đó chúng ta có thể tương kết nó kết hợp với cái phần code kia là các bạn sẽ bây giờ mình muốn thêm thiết bị đúng không? Bây giờ mình muốn thêm thiết bị mới thì mình vào đâu? Mình cũng vào trong cái phần gì đây? Chúng ta cũng đi vào cái thư mục gì đây? SQL đúng chưa? Đó. Và thư mục SQL này. Rồi chúng ta làm gì nó mới thì lên, đúng không? Đó. Từ đây chúng ta có thể nghiên cứu về PHP để chúng ta tinh chỉnh
sử dụng Bootstrap để thiết kế giao diện theo ý mình ha. Nó chưa đây đúng không? Bây giờ mình muốn thêm thiết bị mới đúng không? Các bạn thể copy bất cứ cái thiết bị nào ha. Đó, ok. Ví dụ này ha. Mình những cái thiết bị nào lúc trước mình đã thêm rồi đúng không? Bây giờ mình chia lại. Mình dán lại đúng không? Vô thêm một thiết bị dường như là gì? 521 như hả đúng không? Một ví dụ thêm thiết bị mới nữa coi. Ví dụ như Nam Hải 2 chẳng hạn đúng không? B2 chẳng hạn, ví dụ vậy ha. À, rồi chúng ta làm gì? Chúng ta lưu lại ha, Ctrl S ha. Cầm thêm chiếc anh này bấm nút Save chiếc anh à, nhiều khi nó không anh á, rồi ha. Bây giờ làm gì? Đó giờ chúng ta chỉ làm là gì đây ha? Chỉ là lệnh này đó. Nó khởi tạo thêm một thiết bị mới đúng chưa? Nó khởi tạo một thêm một thiết bị mới device thằng bằng thêm bộ device đúng không? Thì mình muốn coi được thì mình vào đây, mình sau lên ha. Coi thủ công cũng được, bằng coi này cũng được ha. Sẽ là sau đó, mình có thêm một thiết bị hai thiết bị mới đúng không? Thì mình vào đây. Đó như vậy là vào đây, mình sẽ có được hai thiết bị mới. Mình reload lại nha. Ha, như vậy chúng ta đã có hai thiết bị mới, nó còn tương tác bình thường ha. Chúng ta vẫn tương tác bình thường, vẫn có thể điều khiển được bình thường. Hai thiết bị mới biết hay chưa? Đó là kết hợp với code ESP thứ 266 nữa thì các bạn có thể là gì đó. Đó, anh chỉ đây là anh chỉ hướng dẫn các bạn này thôi, còn những các bạn mà ở chỗ anh sẽ hướng dẫn kỹ hơn để các bạn có thể xây dựng một cái giao diện từ làm những cái form đăng nhập vân vân. À, rồi xin chào các bạn nha.